Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào vàng chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn nghe đi qua cửa mà vào, người ấy là tử. Người dựng cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau. Vì chúng nhận biết tiếng của anh, chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe những ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: Thật tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là kẻ trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm thì đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Ngài đến để cho chim được sống và sống dồi dào.